Hello, xin chào anh em đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em đến với tựa game loạt chiến mũi bài. Video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách ghép ngọc nhá, hợp ngọc cho từng tướng. Thì ở game này thì cũng sẽ có 10 ô ngọc tương ứng với đỏ, lam, lục, tổng là 30 ô. Thì trong mỗi một loại ngọc thì nó sẽ có một cái ngọc thiên phú. Thì anh em nâng nâng ngọc và nâng level của mình lên thì sẽ cho được những cái ngọc thiên phú này vào đây. Đó. Thì anh em vào phần khảm ngọc này, chọn những cái tướng mà anh em muốn muốn khảm. Đây như Tây Môn Xuyên Tuyết này, thì nó sẽ có cái phần phần này là phần ưu ưu tiên ngọc cho tướng. Nhưng đây là game nó tự ra thôi, còn anh em muốn cho ngọc như thế nào thì anh em có thể làm khác, hoặc là anh em có thể tham khảo ở những cái top khác, top pro khác. Thì đây, ở phần này thì nó sẽ dùng kẻ keo kiệt này, kẻ đàn áp và ăn thịt, dùng khuyết nhẫn, cao cấp kích và cuồng bạo. Thì anh em muốn nâng cấp lên level của những cái ngọc này thì anh em vào tổng quan này. Đây của mình đây là được 2 viên 5, 3 viên 5, 4 viên 5, 5 viên 5. Thì anh em muốn, thì đầu tiên anh em chọn những cái ngọc mà anh em muốn. Anh em có thể mua ở đây này, chỉ cần level 1 thôi nhá. Đây như mình mua huyết nhẫn level 1 này. Đó. Sau đó anh em vào thay. Đây, cái khát máu thì mình tháo đi nhá, mình cho huyết nhẫn vào. Đây có level 2 rồi. Sau đó anh em bấm hợp thành nhanh, anh em kéo tìm cái huyết nhẫn gần anh. Đây đó, ở đây nó sẽ có cấp 5 này, cấp 4 này, cấp 3 này, hợp thành này, xác nhận. Hợp thành này sẽ dùng kim cương để thay thế những cái ngọc mà anh em hợp thành nhá, nên là kim cương ở giai đoạn đầu thì anh em cứ dồn hết cho ngọc đi, không cần phải quay vạn bảo hay là làm gì khác đâu, bởi vì ngọc ở giai đoạn này rất quan trọng. Anh em cứ đủ ngọc để lúc khởi đầu game nó nhẹ nhàng hơn. Đó, nếu như anh em muốn giữ những cái viên ngọc mà anh em cần thì anh em vào tra xem này, bỏ những cái viên ngọc anh em cần đi. Ok, level 4 thì nó sẽ dùng ít kim cương hơn, nên là mình sẽ cứ nâng full level 4 trước, sau đó khi mà full được 30 ngọc thì mình sẽ nâng lên 5 sau, để xem từ 4 lên 5 sẽ bao nhiêu nhé. 4 này, 1 nửa, 1 nửa, cứ thế là 1 trở đi. Đây là mình có những cái ngọc sẵn đây rồi. Ok, thử xin gen này. Xin gen này nó sẽ dùng kẻ keo kiện, thợ săn tiền, đến và đi, dũng trí, cơ trí và sức mạnh phép. Ở đây mình không không có bảng ngọc xin gen, nên là những cái phần này nó sẽ sở hữu là không. Ok, anh em có thể tham khảo ở top server những cái tướng mà người ta sử dụng ngọc này. Đây này, đó, kẻ keo kiệt, kẻ săn tiền, đến và đi này, giống như phần này. Đấy, đây có phần áp dụng.
trang bị của người ta lên đó. Từ mà ý chữ vân đó, ngọc người ta dùng này. Anh em có thể kiếm ngọc ở shop mua hoặc là những cái sự kiện phúc lợi hàng ngày nhé. Đây những cái hộp này nó sẽ cho anh em ngọc, nhưng mà ngọc thấp thôi. Đây là mảnh skin rồi. Về phần chuyển đổi thì mình vẫn chưa hiểu phần này lắm. Nhưng mà chuyển đổi này thì anh em sẽ mất một viên ngọc cấp 4 và cả 400 kim cương. Chát lắm. Đây. Anh em cho ngọc level 5 cứu viện vào. Và ngọc phụ này là cái ngọc mà anh em muốn nó chuyển đổi thành. Đây, như là cao cấp kích. Từ cứu viện trở thành cao cấp kích. Đó. Thì sau khi chuyển đổi này thì anh em sẽ được ngọc 5 cao cấp kích. Nhưng mà sẽ mất kim cương và một viên ngọc 4 luôn à? Ừ. Chát lắm.